Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Sinh nhật tuổi 30 của Tiêu Chiến, nửa xì bít chúc mừng, truyền thông quốc tế hồ hởi, chấn động. Tiêu Chiến đón tuổi 30 trong niềm vui, hạnh phúc. Hôm nay là sinh nhật thứ 30 của Tiêu Chiến. Tuy ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, nhưng ngày lễ năm nay vẫn diễn ra vô cùng ý nghĩa. Ngay từ đầu giờ sáng, các nhãn hàng, đối tác, người thân, đồng nghiệp của Tiêu Chiến đã nô nức gửi lời chúc mừng, biến không gian mạng tràn ngập sắc hoa. Tại Trung Quốc, bạn hot search nhuộm đỏ tên Tiêu Chiến, các từ khóa liên quan đến ngày lễ đặc biệt này. Fan của nam ngôi sao đã đẩy hashtag Xiaochan Thirsty Birthday lên top bảng xu hướng trên thế giới, trên Twitter. Đây được xem là kết quả đáng tự hào, thể hiện sự đoàn kết của cộng đồng fandom đoàn kết, hùng hậu bậc nhất thế giới. 10 phút trước giờ sinh nhật, Twitter đưa chủ đề sinh nhật lên trang xu hướng, 6 phút sau đã cán mốc 1 triệu lượt yêu thích, sau khoảng 1 giờ đã leo lên top 2 bảng xu hướng thế giới và leo lên top cao trên bảng xu hướng tại 84 quốc gia. Theo trên Weibo, dưới phần bình luận Weibo Tiêu Chiến, thì các fan cũng đã gửi lời chúc mừng sinh nhật bằng nhiều phương thức đa dạng như gấp giấy thủ công, tranh vẽ, đất nặn, búp bê, bài hát để tái hiện các vai diễn và chặng đường phát triển của Tiêu Chiến trong những năm qua. Bên cạnh đó, các nhãn hàng đình đám như Janet, Mông Ngưu, Jida, Mộng Khiết, Toast, Burberry, Tension cũng đã chia sẻ niềm vui của Tiêu Chiến bằng những tấm poster thiết kế công phu, Leaning để lại lời chúc. Nhi Lập Chi Niên, năm 30 tuổi, chúc anh đạt được tất cả những gì anh muốn, hướng về trái tim, cầu mong mọi chuyện đều suôn sẻ. Tiêu Chiến vui vẻ không chỉ vào mỗi ngày sinh nhật, nguyện những điều lành không hẹn mà gặp, nguyện không phụ một tấm lòng thành, nguyện thời gian dịu dàng đối đãi, nguyện anh mãi mãi tỏa sáng. Từ tối hôm qua, Tiêu Chiến cũng đã đăng tải những bức tâm thư dài để nhắn nhủ đến tuổi 30. Theo anh chàng là một diễn viên, anh cần nỗ lực để được khán giả công nhận, chỉ có rèn luyện tốt bản lĩnh, tiếp tục nâng cao năng lực nghiệp vụ thì mới không phụ hai chữ diễn viên này. 30 tuổi chẳng qua chỉ là kết thúc 300m đầu tiên trên đường chạy cự ly dài của đời người, cũng là khởi đầu tích cực sức lực cho nửa đoạn sau. Nếu như đã xác định mục tiêu rõ ràng, vậy thì tiếp tục tiến về phía trước. Tại Việt Nam, cộng đồng fan Tiêu Chiến đã phát động ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Kết quả sau 5 ngày phát động đã thu được 64 triệu đồng. Với tổng số tiền trên, ban tổ chức đã quyên góp 32 triệu đồng đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 32 triệu đồng đến Hội chữ thập đỏ Việt Nam nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.